Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải vừa mới tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017. Đây là đơn vị điểm tổ chức hội nghị này của Hội người cao tuổi huyện Đông Hải. Hiện nay, thị trấn Gành Hào có tổng số hội viên là 667 cụ. Tất cả hội viên đều chí thú làm ăn, xây dựng và vận động con cháu thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Đặc điểm chung của người cao tuổi làm kinh tế giỏi là xuất thân từ những người lao động nghèo, cận nghèo nhưng chí thú làm ăn, nỗ lực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Nhiều cụ đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh hiệu quả, có thu nhập hàng năm từ 300 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Tại hội nghị, ban tổ chức biểu dương khen thưởng 31 cụ tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở thị trấn Gành Hào. Hội người cao tuổi huyện Đông Hải và thị trấn Gành Hào kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, giáo dục tốt con cháu và tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Sau hơn 6 tháng được thành lập theo mô hình tự giúp nhau trên cơ sở đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đến nay câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên của huyện Hồng Dân hoạt động hiệu quả thiết thực. Khi mới thành lập, câu lạc bộ có 46 thành viên nhưng hiện tại đã có gần 60 thành viên đăng ký tham gia câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Mô hình câu lạc bộ này được thành lập đầu tiên ở ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh nhưng hiện nay thu hút thêm nhiều hội viên ở các ấp lân cận tham gia. Thành viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ ở nhiều lứa tuổi, chủ yếu là cán bộ đảng viên, cán bộ hưu trí, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội người cao tuổi, ban quản trị chùa Đầu Sấu và bà con người dân tộc Khmer trên địa bàn. Câu lạc bộ giữ vững sinh hoạt hàng tháng, các buổi sinh hoạt diễn ra dân chủ, cởi mở và đoàn kết. Chủ đề sinh hoạt tập trung vào xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết, nét đẹp văn hóa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Qua, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến học, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hội nông dân tỉnh Bạc Liêu kết hợp với Hội nông dân huyện Hòa Bình vừa bàn giao máy ấm nông dân cho ông Bùi Văn Xanh là hội viên nông dân ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng có chiều ngang 5m, chiều dài 17m, khung sườn bằng cốt thép, nền lót gạch men, dách thiết, có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Hội nông dân huyện Hòa Bình vận động trong cán bộ hội viên đóng góp hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình vận động người thân đóng góp thêm. Ông Bùi Văn Xanh thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, cuộc sống chỉ dựa vào chăn nuôi nhỏ tại gia đình. Tại buổi bàn giao nhà, ông Xanh cảm ơn Hội nông dân đã quan tâm giúp đỡ gia đình ông có được căn nhà ở ổn định. Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình vừa kết hợp với nhóm tài trợ doanh nghiệp do ông Trương Thành Thiện ở thành phố Hồ Chí Minh đại diện tiến hành khánh thành và bàn giao cây cầu nông thôn ở góc Cá Rô, xã Minh Diệu. Cầu được xây dựng trên trục đường bê tông ấp Cá Rô, bắc ngang qua ấp 37 xã Minh Diệu, có chiều dài 14m, chiều ngang mặt cầu là 2,5m, có 3 nhịp. Tổng kinh phí xây dựng là 85 triệu đồng do nhóm tài trợ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hoàn toàn. Cây cầu hoàn thành đã góp phần giúp người dân, các em học sinh hai ấp Cá Rô và 37 xã Minh Diệu đi lại thuận tiện, vận chuyển trao đổi hàng hóa dễ dàng hơn, nhất là góp phần cùng xã hoàn thành công tác làm giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2018 với 5 bài thi, gồm 3 bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Năm nay, kỳ thi có điểm mới là đề thi bao gồm cả kiến thức lớp 11. Với những điểm mới đó, các nhà trường trung học phổ thông trong quyền Vĩnh Lợi đang tích cực đổi mới công tác ôn luyện để các em học sinh có lựa chọn đúng đắn, chính xác, phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Tại trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng, ban giám hiệu nhà trường xác định việc phân hóa học sinh theo học lực để tổ chức ôn thi là một phương pháp hiệu quả. Phương pháp này không những giúp học sinh củng cố hệ thống kiến thức tốt hơn mà còn giảm được áp lực cho học sinh trong ôn tập. Trong năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Vĩnh Hưng có 4 lớp 12 với 155 học sinh. Từ cuối tháng 3, học sinh lớp 12 của trường đã kết thúc chương trình khung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để giúp học sinh ôn tập hiệu quả, nhà trường tích cực thực hiện việc phân hóa học sinh và chú trọng đổi mới phương pháp ôn thi. Căn cứ vào kết quả
đăng ký tổ hợp môn của các em thì nhà trường đã tiến hành phân hóa các đối tượng học sinh theo cái năng lực và trình độ kiến thức của em học sinh để làm sao mà có một cái nội dung, phương pháp và kiến thức dạy cho nó phù hợp với từng đối tượng của học sinh. Thì ngoài các cái lớp mà kiến thức nâng cao thì nhà trường cũng có các cái lớp mà để dành cho phụ đạo bồi dưỡng thêm cho các học sinh yếu kém. Ở các lớp này thì nhà trường cũng đã làm việc thống nhất với các giáo viên tham gia ôn tập là cung cấp cho các em nhiệm vụ chính là củng cố lại kiến thức cơ bản để khắc phục những lỗ hổng kiến thức để nhằm cho các em tự tin đạt điểm trung bình trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Xác định đề thi trung học phổ thông quốc gia năm nay có cả kiến thức lớp 11, nên để giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả, các giáo viên bộ môn phải chuẩn bị kiến thức cơ bản nhất, phân bổ thời gian hợp lý cho tiết học, xác định các phần kiến thức trọng tâm có trong đề thi, tổng hợp các đề, chuẩn bị giáo án cho học sinh một cách khái quát nhất để giúp các em hình dung ra trong bộ đề có những phần nào, cấu trúc ngữ pháp ra sao. Đồng thời tích cực kiểm tra kiến thức các em sau mỗi phần ôn tập để có phương pháp ôn mới, ôn bổ sung, chia nhóm ôn tập phù hợp với nhận thức của học sinh. Trong tất cả các môn mấy em thi trung học phổ thông quốc gia thì chỉ còn có duy nhất môn văn là môn tự luận. Thì về phía bản thân tôi phối hợp với tổ nữa, khi mà trước khi ôn là có thống nhất cái nội dung ôn tập cho các em. Thì thứ nhất là một mặt là củng cố lại cho mấy em những cái kiến thức có lớp của lớp 11. Bởi vì năm nay theo như cái cấu trúc của bộ thì có phần của lớp 11 nữa. Thì một mặt là trong quá trình ôn vừa củng cố kiến thức của lớp 11, một mặt là tăng cường cái kỹ năng rèn luyện đề cho mấy em. Rồi bên cạnh đó là cho đề mấy em về nhà làm thêm. Rồi lên lớp thì giáo viên tăng cường kiểm tra cái kiến thức của mấy em trước khi vào bài mới để mấy em nhớ lại những cái kiến thức mà mấy em đã học. Công tác ôn luyện đã được trường thực hiện được gần 3 tuần. Tất cả các môn thi đã được ôn luyện trên dưới 20 tiết một môn. Ngoài 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, nhà trường còn cho học sinh đăng ký môn thi tự chọn theo năng lực cũng như theo định hướng ôn thi, giúp các em tranh thủ thời gian còn lại tiếp nhận các kiến thức đa dạng nhiều chiều để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Để có được tinh thần tốt nhất và để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới vào tháng 6, thì các thầy cô đã ôm cho tụi em phần kiến thức lớp 12 rất là kỹ, ôm lại từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 vì đó là trọng điểm của thi năm nay. Ngoài ra thầy cô cũng dành thời gian ôm lại những kiến thức của lớp 11, những phần trọng tâm. Ngoài kiến thức mà thầy cô đã dạy cho em trên lớp thì về nhà thì em cũng có sưu tầm thêm mấy bài tập ở trên mạng cũng như là làm bài tập trong sách nâng cao rồi trong sách giáo khoa để chuẩn bị cho cái hành trang để vào cuộc thi Trung học Phổ thông Quốc gia lần 2018 lần này. Bên cạnh việc chỉ đạo các giáo viên dạy khối 12 phải xây dựng được chương trình nội dung kiến thức ôn thi, hướng dẫn học sinh cấu trúc ôn thi, cách làm bài thi của môn mình dạy. Nhà trường còn phối hợp với phụ huynh học sinh cần quan tâm quản lý đôn đốc việc học của con ở nhà, tạo điều kiện cho con em mình học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả cao. Trường Đại học Bạc Liêu vừa ra thông báo cảnh giác các đối tượng lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái phép. Theo nội dung thông báo, thời gian gần đây xuất hiện một nhóm người tự xưng là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời đến tuyên truyền lôi kéo mọi người, trong đó có học sinh sinh viên, để tham gia hội này. Đặc biệt, nhóm này đã xuất hiện tại một số trường đại học cao đẳng khu vực miền Tây. Để đảm bảo an toàn cho viên chức sinh viên của trường, Trường Đại học Bạc Liêu đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc trường thông báo đến toàn thể viên chức sinh viên cảnh giác với các đối tượng tự xưng là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Kịp thời báo cáo với lãnh đạo khi thấy có những dấu hiệu khả nghi để phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời. Ban giám hiệu trường cũng yêu cầu lãnh đạo các khoa, bộ môn, cố vấn học tập các lớp đặc biệt quan tâm, theo dõi và nắm bắt tình hình, diễn biến trong sinh viên để kịp thời can thiệp và xử lý tình huống phát sinh. Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.